Xin chào các bạn đã đến với bản tin bóng đá của chúng tôi ngày hôm nay. Và sau đây là lịch thi đấu bóng đá nữ ASEAN 19 của đội tuyển nữ Việt Nam. Sau hành trình lịch sử tại vòng chung kết FIFA World Cup nữ 2023, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ tiếp tục chuẩn bị cho một hành trình cũng đầy thử thách khác, đó chính là ASEAN 19 diễn ra tại Hàng Châu, Trung Quốc vào nửa cuối tháng 9 năm 2023. Môn bóng đá nữ tại ASEAN 19 có sự tham dự của 17 đội, được chia làm 5 bảng đấu. Kết thúc vòng bảng, 5 đội nhất bảng cùng 3 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào tứ kết. Các bảng đấu cụ thể như sau: Bảng A e gồm 3 đội tuyển: Trung Quốc, Uzbekistan, Mông Cổ. Bảng B gồm 3 đội tuyển: Đài Loan, Thái Lan, Ấn Độ. Bảng C có 3 đội tuyển: Triều Tiên, Singapore, Campuchia. Bảng D 4 đội tuyển: Nhật Bản, Việt Nam, Nepal, Bang, Bangladesh. Bảng E gồm 4 đội tuyển Hàn Quốc, Hồng Kông, Philippines và Myanmar. Tuyển nữ Việt Nam nằm tại bảng D, môn bóng đá nữ ASEAN 19 cùng Nepal, Bangladesh và Nhật Bản. Theo lịch thi đấu bảng D, môn bóng đá nữ ASEAN 19, tuyển nữ Việt Nam sẽ lần lượt gặp Nepal vào lúc 15 giờ ngày 22 tháng 9, Bangladesh 15 giờ ngày 25 tháng 9 và Nhật Bản vào lúc 15 giờ ngày 28 tháng 9. Ở bảng đấu này, tuyển nữ Nhật Bản quá mạnh và gần như chắc chắn giành ngôi đầu bảng. Vị trí nhì bảng khó thoát khỏi tay Huỳnh Như và các đồng đội khi Nepal và Bangladesh chưa phải đối thủ xứng tầm. Tuy vậy, tuyển nữ Việt Nam vẫn cần phải thi đấu cố gắng trước Nhật Bản để giành vị trí nhì bản có hiệu số tốt nhất. Hiện tuyển nữ Nhật Bản là đương kim địch ASEAN. Trung Quốc, Hàn Quốc là những đội tuyển giữa quy chương bàn và quy chương đồng. Ở ASEAN 18-2018, tuyển nữ Việt Nam đã dừng bước ở tứ kết sau khi để thua Đài Loan trên chấn Luân Liêu. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASEAN 2023 với 504 thành viên, trong đó có 337 vận động viên, tranh tài ở 31 trên 40 môn thi đấu, 202 trên 483 nội dung của đại hội. Chỉ tiêu của thể thao Việt Nam tại ASEAN 2023 là dành từ 2 đến 5 huy chương vàng. Tuy nhiên, so với thực lực ở đấu trường châu lục, điều này chẳng đơn giản và đang là thách thức rất lớn với các vận động viên của chúng ta. Dẫu vậy, các vận động viên Việt Nam vừa được tiếp thêm nguồn động lực vô cùng lớn lao khi được trao thưởng cực lớn nếu đạt thành tích cao ở ASEAN 2023. Cụ thể, theo ông Đặng Hà Việt, trưởng đoàn thể thao Việt Nam, để cổ vũ tinh thần mỗi vận động viên, mức thưởng nóng cho chiếc quy chương vàng sẽ là 200 triệu đồng. Ngoài ra theo quy định của nhà nước, vận động viên Việt Nam đạt huy chương vàng Asian 2023 sẽ được thưởng 140 triệu đồng, huy chương bạc thưởng 85 triệu đồng, huy chương đồng thưởng 55 triệu đồng. Bên cạnh đó, nếu phá kỷ lục Asian 2023 sẽ nhận thêm 55 triệu đồng. Như vậy vận động viên nào đạt huy chương vàng sẽ nhận tiền thưởng ít nhất là 340 triệu đồng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin bóng đá của chúng tôi ngày hôm nay. Các bạn hãy đăng ký kênh và rung chuông để nhận được những thông báo mới nhất về lịch thi đấu, kết quả cũng như bảng xếp hạng ASEAN 19 2023.